Thần tài ban lộc, năm con giáp giàu hơn trúng số, tiền vàng ùn ùn kéo về ngập két. Trong tháng 8 âm lịch năm 2024, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình tử vi trong cái tháng 8 âm lịch của 12 con giáp và chỉ cho quý vị biết những con giáp nào là con giáp may mắn có cơ hội trúng số đổi đời và chi tiết vận trình của những con giáp khác nữa. Như quý vị đã biết, cuộc sống giống như một cái chuyến phiêu lưu. Chúng ta sẽ phải trải qua khá nhiều cái thăng trầm và nếm trải đủ cái cay đắng mặn ngọt của cái cuộc đời. Một số thử thách và những cái khổ nạn xuất hiện trong cái cuộc sống này có vẻ như là một cái thảm họa, nhưng thực chất đó lại có thể là những cái may mắn trời ban khiến cho bạn trở mình lên mạnh mẽ. Hạnh phúc chính là cái điều mà ai cũng muốn hướng tới sau những cái đau khổ và những cái chướng ngại vật trước mắt. Chúng ta sẽ trân trọng cái cuộc sống hiện tại và tự hào về những cái nỗ lực của bản thân nhiều hơn. Mới đây nhất, các bậc thầy tiên tri tử vi cũng đã bất ngờ hé lộ. Trong vận trình của 12 con giáp tháng 8 âm lịch, duy nhất chỉ có 5 con giáp sẽ vượt qua được cái khổ nạn và gặt hái được những cái thành công rực rỡ. 5 con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những cái điều tốt đẹp đến với mình quý vị nhé. Đây sẽ là một cái sự thay đổi theo cái chiều hướng tích cực. Sự nghiệp thì vững mạnh, đời sống tình cảm thì cũng bước lên một cái tầm cao mới. Tiền bạc thì rủng rỉnh đầy tay, không bao giờ phải lo cái chuyện túng thiếu nữa. Và cái thời điểm tháng 8 âm lịch có thể được coi là một cái thời cơ, là một cái bước đệm tạo ra cái sự may mắn nhảy vọt cho những con giáp này để đón đầu cái thành công trong sự nghiệp và cái sự giàu có của mình. Vậy thì những con giáp đó là những con giáp nào và cái vận trình của 12 con giáp trong cái tháng 8 âm lịch sẽ ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa quý vị, chúng ta biết cái tháng 8 âm lịch nó là tháng Quý Dậu. Nói chung ấy, trong một cái tháng bao giờ cũng có hai phần, đó là thiên can và địa chi. Tháng này có thiên can là Quý và địa chi là Dậu. Quý thủy Dậu kim, thủy kim tương sinh, nó là một cái tháng cũng khá là cát. Và đầu tiên, để biết được con giáp nào trúng số đổi đời, chúng ta sẽ sử dụng cái thiên can để chúng ta phân tích. Chúng ta biết cái tháng Quý Dậu nó có thiên can là Quý đúng không ạ? Quý thủy thì sẽ sinh cho giáp Mộc và Ất Mộc. Tức là những người có thiên can giáp và thiên can ất, những người có đuôi năm sinh là số 4 và số 5 ấy, sẽ được gì? Được lộc trời ban và cũng sẽ được may mắn do được cái thiên thời nó mang lại. Tiếp theo là quý thủy thì sẽ bị gì? Thủy sẽ bị thổ nó khắc, bị mậu thổ và kỷ thổ nó khắc. Như vậy mậu thổ nó khắc quý thủy thì là chính tài và còn kỷ thổ nó khắc là thiên tài. Kỷ thổ thì chúng ta sẽ có những người may mắn là những người tuổi kỷ đấy. Trong đó có gì? Dậu và sửu là tam hợp. Như vậy là kỷ sửu, kỷ sửu 1949 ngũ hành thuộc hỏa. Như vậy con giáp dễ có cơ hội trúng số đầu tiên đó chính là những người tuổi kỷ sửu sinh năm 1949. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái thần tài chiếu mệnh. Tháng 8 lịch đó là tháng Quý Dậu. Tháng Quý Dậu thì chúng ta có Dậu là lộc của những người có thiên can là Tân. Tân thì chúng ta có Dậu là kim đúng không ạ? Chúng ta có Tân kim thì có Tân Dậu, Tân Tỵ, Tân Mão, Tân Mùi. Nhưng mà tuổi Tân Tỵ sẽ là con giáp may mắn nhất, dễ có cơ hội trúng số thứ hai. Đó. Bên cạnh đó, xét về thiên can Quý thì chúng ta có Quý Thủy này. Quý Thủy thì sẽ khắc được Đinh Hỏa. Như vậy là những người có thiên can Bính và Đinh, tức là những người có đuôi năm sinh là số 6 và số 7, thiên can Bính và Đinh ấy, sẽ gặp khá nhiều cái khó khăn trong thời gian này đấy. Đặc biệt là những người tuổi Đinh Mão. Đinh Mão đúng không? Đinh Mão thì gặp cục diện là Quý Thủy khắc Đinh Hỏa, Dậu Mão là tương xung. Như vậy là những người tuổi Đinh Mão 1987 trong tháng 8 âm lịch thì không được may mắn cho lắm do gặp phải cái cục diện là thiên khắc địa xung. Tuy nhiên cũng tùy vào cái lá số bát tự của từng người mà cái may mắn hoặc là cái vận hạn nó đến cũng sẽ khác nhau. Nhưng mà tóm lại tổng quan lại cái thiên thời nó không lợi thì cũng sẽ không gặp được nhiều may mắn đâu quý vị ạ. Đó là cái vận trình chi tiết. Vậy thì chúng ta cùng xét về vận trình của 12 con giáp xem là tuổi nào được may mắn trời ban, tuổi nào thì phải cẩn thận trong cái thời gian này quý vị nhé. Thì đầu tiên chúng ta xét về những người tuổi Tý. Thưa quý vị, trong cái tháng 8 âm lịch, cái vận trình của những người tuổi Tý đây cũng sẽ là cái khoảng thời gian mà tốt xấu đan xen với những người tuổi Tý. Vì vậy mà những người tuổi Tý cần phải nhắc nhở bản thân mình cố gắng không ngừng, đừng có ngại ngần trước những cái khó khăn, những cái vất vả, kẻo lại gì, bỏ lỡ mất cái cơ hội chiến thắng về sau. Bên cạnh đó, mặt sự nghiệp thì gặp cục diện là Tý và Dậu nó là cục diện tương phá. Vậy nên trong thời gian này công việc của những người tuổi Tý cũng gặp phải nhiều cái rắc rối, nhiều cái phiền phức do cuộc lục đục cái nội bộ, hoặc là có kẻ xấu ném đá giấu tay. Do mọi người thiếu cái sự đoàn kết với nhau, không chung sức chung lòng nên là nhiều việc tưởng chừng như đơn giản thì cũng trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, những người tuổi Tý
có vẻ như là quá kiêu ngạo nên là khó tiếp thu những lời người khác. Công việc nó không hanh thông, phương diện tài lộc cũng không có những cái điểm sáng, không có cái gì gọi là ấn tượng cả. Những người tuổi Tý cần phải cẩn thận, thận trọng trong các quyết định kinh doanh đầu tư của mình. Quý vị gì không nên ảo tưởng chạy theo những cái kế hoạch xa vời, mà cũng không nên được nghe theo những cái lời rủ rê, cả tin xúi dục của những người khác, kéo lại rước lấy họa vào thân quý vị nhé. Như vậy là những người tuổi Tý thì tài lộc thì không được vượng tiến, công việc thì bấp bênh. Tuy nhiên, một cái điểm đáng mừng cho những người tuổi Tý đó chính là vận trình tình duyên thì sẽ có rất nhiều cái điểm sáng. Chúng ta có thân Tý Thìn thì đào hoa tại Dậu, đúng không ạ? Như vậy đây là cái ngày đào hoa rực rỡ. Đặc biệt đối với những người độc thân ấy, thì quý vị sẽ có nhiều cái cơ hội để gặp gỡ những cái người trong mơ của mình. Vậy nên các anh chàng 96 Bính Tý hoặc là 84 Giáp Tý mà đang còn ế thì nhân cái cơ hội này để mà thoát ế quý vị nhé. Bên cạnh đó, những người đã lập gia đình thì bạn và nửa kia luôn quan tâm và biết chăm sóc lẫn nhau. Nửa kia cũng là những người biết lắng nghe, thấu hiểu và có thể truyền cho các bạn nhiều cái động lực để quý vị đối diện với những khó khăn, đúng không ạ? Như vậy là tuổi đầu tiên ta xét là những người tuổi Tý thì lãi mỗi tình cảm, còn đâu đen về công việc và tiền bạc. Thưa quý vị, đó là con giáp đầu tiên. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét đến con giáp thứ hai, đó chính là những người tuổi Sửu. Xem là những người tuổi Sửu có lọt vào top những con giáp may mắn hay không nhé. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tháng 8 âm lịch, cái vận trình của những người tuổi Sửu cũng sẽ có những cái bước tiến mạnh mẽ trên cái công danh sự nghiệp và cái tài lộc. Trong cái khoảng thời gian này, công sức của những người tuổi Sửu bỏ ra bấy lâu nay cũng được đền đáp một cách xứng đáng, khiến cho những người tuổi Sửu có thêm nhiều cái niềm vui và cái động lực để mà cống hiến tiếp tục cho tương lai. Xét về cái sự nghiệp thì những người tuổi Sửu được cục diện tam hợp là Tỵ Dậu Sửu nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên nó cho thấy là trong thời gian này, những người tuổi Sửu bắt tay vào công việc gì cũng được thuận lợi một cách bất ngờ. Cấp trên thì tin tưởng, sẵn sàng giao cho quý vị những cái nhiệm vụ quan trọng. Với những người mà phải tham gia vào thi cử học tập trong thời gian này thì cũng có thể nghiêm túc mà tiến hành và tập trung thì ắt sẽ gặt hái được những cái thành công rực rỡ, khiến cho mọi người xung quanh phải nể phục vài phần. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cái vận trình tiền bạc của những người tuổi Sửu ấy, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh, họ sẽ xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp, khách hàng đối tác thì đông đúc. Nói chung trong thời gian này cũng là cái thời điểm thích hợp để một quý vị ký kết hợp đồng, mở rộng cái quy mô làm ăn kinh doanh của mình. Tất nhiên tiếp xúc với những cái lĩnh vực mới, những người tuổi Sửu cũng sẽ gặp phải một số cái rắc rối, nhưng mà quý vị cũng đã vượt qua tất cả để tiến đến cái thành công rực rỡ hơn. Nói chung cái tình duyên đối với những người tuổi Sửu cũng là một cái điểm sáng mạnh mẽ, mang đến cho quý vị nhiều cái tín hiệu bất ngờ. Những cái thành tích xuất sắc khiến cho những người tuổi Sửu trở thành cái người nổi bật hơn trong mắt của những người khác giới. Và sẽ có nhiều người chủ động làm quen với các bạn, hãy tự tin trò chuyện với mọi người, biết đâu các bạn cũng sẽ gặp được ý trung nhân phù hợp của mình trong thời gian này. Như vậy là những người tuổi Sửu là con giáp may mắn đầu tiên trong cái tháng 8 âm lịch. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi Dần. Nói chung ấy, trong cái tháng 8 âm lịch, nhìn chung những người tuổi Dần sẽ phải trải qua một tháng khá là thuận lợi. Gia chủ chú ý đến cái cách đối nhân xử thế của mình và có cách nói năng hành xử một cách khéo léo hợp lý thì cũng sẽ được lòng mọi người, làm việc gì cũng được suôn sẻ thuận lợi do được quý nhân phù trợ. Trong thời gian này, những người được nguyệt lệnh nó ủng hộ, nó cho thấy đây là một cái thời điểm thích hợp để cho những người tuổi Dần phát huy cái sự nghiệp. Quý vị hãy chăm chỉ cống hiến, đừng có ngại nhận thêm những cái nhiệm vụ khó để mà rèn luyện bản thân và khẳng định bản lĩnh của mình. Rồi các bạn cũng sẽ ghi điểm trong mắt của lãnh đạo, thậm chí là có cơ hội được thăng chức tăng lương. Bên cạnh đó, về mặt tiền bạc, tình hình tài chính nói chung ấy, nó vẫn chưa có sự đột phá nào lớn trong thời gian này, nhưng mà cũng đang ổn định và có cái sự thăng tiến nhất định. Nói chung, những người tuổi Dần trong thời gian này đã đưa ra được những quyết sách, quyết định đúng đắn, chính xác, nên là mọi việc nó vẫn tiến hành được suôn sẻ, hanh thông. Quý vị hãy tạo dựng cái lòng tin với đối tác và với khách hàng, rồi dần dần các bạn cũng sẽ được khẳng định cái vị trí, cái chỗ đứng của mình trên thị trường. Khách hàng thì ngày một đông đúc, tiền nó chảy vào túi ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên, công việc thuận lợi,
tiền bạc thì cũng khá là hanh thông, nhưng mà cái vận trình tình cảm của những người tuổi tuổi Dần không được suôn sẻ cho lắm, do gặp cục diện là Dậu Kim nó khắc Dần Mộc. Vậy nên là những người độc thân thì cũng cần phải nghiêm túc hơn trong các mối quan hệ, chớ nên đứng núi này trông núi nọ. Trong khi đó, những người đã lập gia đình thì cần phải chú ý giữ khoảng cách với những người khác giới. Các bạn gặt hái được cái thành tích cao, dễ nổi bật trước đám đông nên là cũng sẽ dễ bị mọi người soi mói. Nói chung ấy, những người tuổi Dần thì may mắn về cái vận trình, về công việc và cái tiền bạc, nhưng mà lại gì đen về cái vận trình tình duyên. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ tư, đó chính là những người tuổi Mão. Thì những người tuổi Mão nói chung ấy, trong thời gian này chúng ta gặp cục diện là Mão Dậu tương xung, và trong cái tháng 8 âm lịch có thể thấy đây là một cái khoảng thời gian đầy dễ khó khăn và thách thức đối với những người tuổi Mão. Lời khuyên dành cho những người tuổi Mão là việc gì cũng cần phải cố gắng hết sức mình, chớ có nản hoặc là từ bỏ giữa chừng. Có thể trong quá trình cố gắng, quý vị sẽ lọt vào mắt xanh của quý nhân và được nâng đỡ để mà vượt qua cái thử thách này. Trên phương diện sự nghiệp thì cái cục diện tương xung nó án ngữ, nó cho thấy là những người tuổi Mão là những người nhanh nhẹn thông minh nhưng lại quá kiêu ngạo, thường không biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của những người khác. Nếu như mà cứ giữ mãi cái quan điểm của bản thân như vậy thì chẳng mấy chốc các bạn lại đâm đầu vào cái ngõ cụt. Hơn nữa, không phải lúc nào các bạn cũng có cái nhìn chính xác về các vấn đề. Vì vậy, cái việc lắng nghe nhiều luôn là cái vấn đề cần thiết, quý vị nhé. Phương diện tài lộc của những người tuổi Mão trong thời gian này nói chung ấy cũng gặp nhiều cái trở ngại, khi mà mọi kế hoạch của các bạn đều tiến triển không được như mong muốn, thậm chí còn mâu thuẫn gây gổ với những khách hàng, gây ra ảnh hưởng lớn đến cái hình ảnh của bản thân, khiến cho cái doanh thu nó bị sụt giảm. Con giáp này cần phải suy nghĩ chín chắn hơn trước khi mà hành động, đừng có phản ứng theo cái cảm xúc nhất thời để rồi lại gì dẫn đến chuyện là tan vỡ. Chuyện tình cảm của những người tuổi Mão trong thời gian này cũng không có cái điểm sáng nào cả. Khi mà các mối quan hệ vợ chồng của các bạn nó xuất hiện nhiều cái mối quan hệ rạn nứt, những cái mâu thuẫn còn tồn tại khiến cho hai người cảm thấy là thất vọng về nhau. Thậm chí là có người còn nghĩ đến cái việc là tìm cái tình yêu mới ở bên ngoài. Nói chung lời khuyên dành cho các bạn trong thời gian này là đừng có làm việc gì để khiến bản thân phải hối hận nhé. Tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, những người tuổi Thìn trong cái tháng 8 lịch được cục diện là Thìn Dậu nhị hợp. Nói chung ấy, đây là cái khoảng thời gian khá là thuận lợi đối với những người tuổi Thìn. Các bạn chỉ cần chăm chỉ làm việc, tập trung vào các nhiệm vụ được giao thì ắt sẽ thu được những cái thành quả rực rỡ. Vậy nên con giáp may mắn thứ hai không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. Chúng ta cùng xét về vận trình chi tiết công danh sự nghiệp, tiền bạc và tài lộc nhé. Thì đầu tiên ấy, dưới sự nâng đỡ của cục diện lục hợp quý nhân, vậy nên là trong thời gian này, trong tháng 8 âm lịch, những người tuổi Thìn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Và các bạn luôn có một cái kế hoạch rõ ràng, cụ thể cho từng cái đầu mục công việc, nên là dù có bận rộn thế nào đi chăng nữa, các bạn cũng không thấy bối rối. Hơn nữa, bản mệnh lại hợp tác làm ăn, ăn ý với đồng nghiệp, nên công việc có khó thì cũng có thể gì hoàn thành một cách nhanh chóng. Các bạn cũng được cấp trên đánh giá cao vì cái tinh thần trách nhiệm, nỗ lực trong công việc. Bên cạnh đó, cái vận trình tài chính của những người tuổi Thìn trong thời gian này cũng có cái sự phát triển vượt bậc so với cái khoảng thời gian trước đó. Những người làm công ăn lương thì có được cái cơ hội nhận được tiền thưởng nóng, thậm chí là cả tăng lương tăng thưởng nữa. Trong khi đó, những người làm kinh tế thì lại gặp những người cùng chí hướng, nên là cái việc hợp tác nó cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Phương diện tình cảm thì cũng được cục diện là thổ kim tương sinh, nó cũng báo hiệu nhiều cái tin vui nó mang lên về. Và các bạn và người ấy ngày càng biết thông cảm và biết thấu hiểu cho nhau nhiều hơn. Hai người luôn cùng nhau vượt qua những cái khó khăn, vượt qua những cái thử thách, mà cuối cùng cuộc sống nó lại thuận lợi hanh thông. Với những người độc thân thì các bạn cũng sẽ tìm được những người có cùng chung chí hướng. Cả hai người vừa gặp gỡ mà đã có thể là gì nói chuyện với nhau không ngừng. Và hãy mở lòng mình ra để cho đối phương một cơ hội, quý vị nhé. Và để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo
Chúng ta xét đến con giáp thứ 6, đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, những người tuổi Tỵ trong cái tháng 8 lịch tháng Quý Dậu thì được cục diện là Tỵ Dậu Sửu tam hợp. Nói chung ấy, đây cũng là một cái khoảng thời gian là cát lành may mắn đối với những người tuổi Tỵ. Vì vậy mà khi thuận lợi thì các bạn cũng đừng chủ quan, rồi đến lúc gặp khó khăn cũng sẽ khó có thể là gì hoàn thành được. Thưa quý vị, những người tuổi Tỵ được cục diện là Tỵ Dậu Sửu là tam hợp. Nhờ có cục diện tam hợp nó che chở, nó giúp đỡ mà những người tuổi Tỵ có cái tầm nhìn xa trông rộng, nên là dễ đưa ra được những quyết định đúng đắn, thậm chí lãnh đạo được cả cái tập thể tiến về phía trước. Tuy nhiên, những cái thành tích mà các bạn đạt được luôn khiến cho kẻ tiểu nhân ghen ghét, đố kỵ và chú ý. Kẻ xấu có thể quấy phá khiến cho các bạn phải gặp rất nhiều cái khúc mắc trong công việc. Cái mọi việc tưởng chừng như đã hoàn thành rồi nhưng đôi khi lại xảy ra những cái rắc rối. Vì vậy, những người tuổi Tỵ cần phải hết sức lưu tâm. Bên cạnh đó, tình hình tiền bạc của những người tuổi Tỵ cũng có những cái sự thăng trưởng nhất định. Các bạn có thể nhận được những khoản lời lãi từ các mối đầu tư trước đó. Xong, quý nhân cũng sẽ luôn ở bên cạnh, song hành giúp đỡ, đưa đường chỉ lối, giúp cho quý vị mở ra một cái cơ hội mới đến với mình. Bên cạnh đó, trong thời gian này, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Tỵ cũng đem đến nhiều cái tin vui cho quý vị. Được cục diện quý nhân tam hợp nó tương trợ và nó cũng sẽ mở ra nhiều cái cơ hội mới. Đặc biệt trong thời gian này, những người tuổi Tỵ hãy gì tích cực đi giao lưu, đi gặp gỡ, vừa có thể tìm kiếm được những cơ hội cũng như gì, vừa có thể tìm kiếm được những người bạn đời ưng ý với mình. Còn những người đã lập gia đình thì quý vị cũng nên cẩn thận trong cái chuyện là tiếp xúc với những người khác giới, kéo lại gì xảy ra cái chuyện đào hoa sát nhé. Vì vậy, để hóa giải những cái xung sát khắc và mang lại cái may mắn cho mình thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến con giáp thứ 7, đó chính là những người tuổi Ngọ. Liệu tuổi Ngọ có được may mắn không? Chúng ta cùng xem nhé. Như quý vị đã biết, những người tuổi Ngọ thì có thể sẽ phải đối diện với một cái khoảng thời gian đầy khó khăn, đầy trắc trở. Mọi cái việc nó sẽ tiến triển không thuận lợi như ý muốn, đòi hỏi những người tuổi Ngọ thật phải kiên trì, quyết tâm và chớ nên đầu hàng trước nghịch cảnh. Sự nghiệp của những người tuổi Ngọ trong thời gian này nói chung là cũng không được suôn sẻ cho lắm, do chịu ảnh hưởng của cục diện là Ngọ và Dậu là cục diện tương phá. Vậy nên là công việc của những người tuổi Ngọ có thể gặp nhiều cái khó khăn trong cái tháng 8 âm lịch này. Nhiều cái rắc rối nó xảy ra liên tiếp, liên miên, không ngớt, khiến cho những người tuổi Ngọ cảm thấy là mệt mỏi, thậm chí là than thân trách phận, ghen tị với người khác. Tuy nhiên, các bạn cần phải quyết tâm cao hơn để nhìn thẳng vào cái vấn đề, còn tồn đọng rồi tìm cách mà khắc phục thôi. Cái vận trình tiền bạc, tài lộc thì cũng không được như ý muốn. Công việc nó bế tắc, nó bấp bênh, nó cũng khiến cho đồng tiền chảy vào túi của những người tuổi Ngọ cũng ít hơn. Người làm kinh tế thì phải chịu cái sự bon chen, giành giật khách hàng, nên là cũng khá là mệt mỏi. Các bạn cũng chưa có cái chỗ đứng trên thị trường, nên là dễ phải chịu cái tác động từ nhiều cái yếu tố bên ngoài. Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của những người tuổi Ngọ trong thời gian này cũng không lấy gì là tươi sáng, khi mà vợ chồng thì thường xuyên xảy ra những cái lục đục, những cái mâu thuẫn. Cái áp lực ngoài xã hội nó lớn, khiến cho hai người nói chung là cũng không còn kiên trì để mà trò chuyện với nhau nữa. Nói chung các bạn về nhà thì cũng cảm thấy là mệt mỏi, chẳng khác gì ở bên ngoài. Nếu còn trân trọng những cái gì đang có thì cả hai người nên tìm hiểu cái nguyên do và xử lý một cách triệt để quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ 8, đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, nói chung trong tháng 8 âm lịch, đây được cho là một cái tháng sẽ gặp khá nhiều cái khó khăn đối với những người tuổi Mùi, khi mà nhiều dự định, nhiều kế hoạch của quý vị không được như ý muốn. Đó. Như vậy, không có nghĩa là khoảng thời gian này không có cơ hội vươn lên nhé. Những người tuổi Mùi vẫn có một vài cái cơ hội nhất định đến với mình. Về mặt sự nghiệp thì nguyệt lệnh nó không ủng hộ, nó cho thấy cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi Mùi gặp phải khá nhiều khó khăn, bế tắc. Các bạn thường xuyên không chịu suy nghĩ, tìm tòi nên là ít khi đưa ra được cái đóng góp cho tập thể, khó khẳng định được cái vị thế của bản thân. Hơn nữa, đôi khi các bạn hành xử lại quá nóng nảy, kích động và không phù hợp với những cái tình huống giao tiếp khác nhau nên là dễ làm mất lòng người khác. Cái vận trình tiền bạc của những người tuổi Mùi trong thời gian này thì cũng không được sáng sủa. Tháng này các bạn có thể duy trì được cái doanh số như cái khoảng thời gian trước đó cũng đã là tốt lắm rồi. Thời điểm hiện tại, tốt nhất quý vị nên hoàn thành những cái dự án đang còn dở dang, đừng có vội bắt tay vào những cái lĩnh vực mới mà
vướng phải những cái rắc rối, thậm chí là phải tốn tiền để mà khắc phục cái hậu quả. Bên cạnh đó, về mặt tình cảm trong thời gian này thì may mắn là cái phương diện tình cảm của những người tuổi Mùi lại khá là sáng sủa. Trải qua cái khó khăn, cái thách thức, các bạn mới nhận ra ai là những người mà luôn ở bên cạnh ủng hộ mình, cổ vũ mình, lắng nghe mình. Các bạn cũng rất là quý trọng cái tình cảm của mình đang có và có thể đưa ra những cái quyết định quan trọng trong cái thời điểm này. Đó. Nói chung ý, những người tuổi Mùi cũng không được may mắn lắm trong cái thời gian này. Tiếp theo, chúng ta xét đến những người tuổi Thân. Nói chung, trong tháng 8 âm lịch thì những người tuổi Thân nhìn chung là có một cái khoảng thời gian khá thuận lợi. Nhưng đâu đó vẫn còn một vài cái vấn đề nó gặp rắc rối. Vì vậy, quý vị bắt tay vào công việc gì cũng cần phải cẩn trọng, dù đó là về quen thuộc đi chăng nữa. Những người tuổi Thân thì được cục diện là Thân Dậu Tuất là Tam Hội. Cái cục diện Tam Hội nó che chở, con giáp này sẽ đạt được những cái bước tiến khá là quan trọng, đáng mừng trên cái phương diện sự nghiệp. Nói chung, các bạn sẽ xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao hài hòa, nên bắt tay vào làm việc gì cũng có người giúp đỡ, chỉ điểm. Vậy nên quý vị hãy cố gắng duy trì một cái tinh thần lạc quan, tích cực, không sợ khó khăn, không sợ gian khổ, rồi thử thách nào cũng có thể là vượt qua được. Về mặt tài lộc, thì cái phương diện tài lộc của những người tuổi Thân trong thời gian này, do các kế hoạch của các bạn nó đã đi vào guồng, nên là các bạn có thể làm quen được với những cái đối tượng khách hàng mới đầy triển vọng. Thỉnh thoảng cái khó khăn nó xuất hiện trên con đường làm giàu của quý vị. Quan trọng là những người tuổi Thân ấy cần phải tin tưởng vào bản thân mình, có đủ quyết tâm để mà vượt qua đó hay không mà thôi. Bên cạnh đó, trong chuyện tình cảm thì cũng được cục diện Thân Dậu Tuất Tam Hội nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên là tình hay ý đẹp, những người tuổi Thân trong thời gian này sẽ tháo gỡ được hết những khúc mắc trong lòng và cùng chia sẻ với nhau, hạ cái tôi của mình xuống, thì các bạn sẽ có được những cái tình yêu bền vững. Vì vậy, quý vị hãy tận hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc của mình quý vị nhé. Vậy nên con giáp may mắn thứ tư không ai thoát được trong thời gian này, đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, đó, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình cũng như là bảo vệ cái hạnh phúc mình đang có, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh ngộ thân quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Dậu, con giáp thứ 10. Thưa quý vị, nói chung ý, trong cái tháng 8 âm lịch, những người tuổi Dậu cho thấy rằng trong tháng này sẽ là một cái khoảng thời gian khó khăn đối với những người tuổi Dậu. Nhiều việc nó xảy ra không được như ý, khiến cho các bạn cảm thấy chán nản, mệt mỏi, than thân trách phận, thậm chí là đôi khi còn nảy sinh những cái suy nghĩ bỏ cuộc giữa chừng. Trên phương diện sự nghiệp, do có cục diện là tự hình nó tác động, nên là những người tuổi Dậu thường xuyên cảm thấy khó chịu, bất mãn với những cái quyết định của lãnh đạo, nhưng lại không biết chia sẻ cùng ai. Những cái suy nghĩ tiêu cực đấy, nó khiến cho các bạn có thể là tập trung dồn tâm huyết cho công việc và gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả cuối cùng. Bên cạnh đó, cái vận trình tiền bạc thì cũng sẽ không được như ý, làm ăn kinh doanh buôn bán cũng không thuận lợi. Con giáp này thường xuyên chần chừ do dự trước các cơ hội, nên là dễ bỏ lỡ đi mất cơ may 10-10 đã vào tay mình, và cơ hội đó nó sẽ lọt vào tay của những người khác. Hơn nữa, các bạn cũng khá là nóng nảy, thường xuyên gây ra mâu thuẫn với khách hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến cái hình ảnh mà quý vị đã tốn công xây dựng từ trước đó rất là nhiều. Bên cạnh đó, cái vận trình tình cảm cũng không khá khẩm hơn, khi mà quý vị thường xuyên đổ lỗi cho nửa kia của mình. Những cái áp lực công việc cũng khiến cho quý vị dễ trút giận lên đầu người ấy. Bầu không khí trong gia đình thì lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi, và dần dần ấy, các thành viên cũng sẽ ngại trò chuyện với nhau. Vì vậy, để hóa giải những xung khắc, những người tuổi Dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ, Dậu, Sửu để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu quý vị nhé. Tiếp theo, con giáp thứ 11 chúng ta xét đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, những người tuổi Tuất sẽ phải đối diện với khá nhiều cái khó khăn trong cái khoảng thời gian này. Gia chủ có thể vô tình phát hiện ra những cái bí mật bí ẩn giấu trong một cái thời gian dài. Quý vị hãy coi đây là cái cơ hội để bản thân nhìn nhận rõ cái bộ mặt của một vài người nào đó. Trong thời gian này, sự nghiệp của những người tuổi Tuất thì gặp cục diện là Dậu Tuất là lục hại. Nó cho thấy là con đường sự nghiệp của các bạn cũng sẽ gặp phải nhiều cái khó khăn, có nhiều cái nguy cơ. Thời điểm này chỉ cần quý vị tin tưởng vào bản thân mình và dựa vào cái sức mạnh của chính mình mà thôi. Bởi khi đứng trước cái lợi ích thì bạn bè, người quen tưởng chừng như là thân thiết cũng có thể sẵn sàng quay lưng. Bên cạnh đó,
Về phương diện tiền bạc cũng chưa có cái điểm sáng nào đối với những người tuổi Tuất trong thời gian này, và các bạn cũng phải chịu sự cạnh tranh khá là lớn, giành giật gay gắt từ đối thủ. Quý vị hãy cẩn trọng khi đưa ra quyết định hợp tác hoặc là ký kết hợp đồng với ai đó. Tốt nhất là các bạn nên dành nhiều thời gian để mà xác định thận lại thông tin, nắm rõ cái tình hình thực tế cũng như là hiểu rõ về những người hợp tác với mình quý vị nhé. Thưa quý vị, còn về mặt tình cảm thì may mắn cho những người tuổi Tuất là được cục diện là Tuất Thổ và Dậu Kim nó tương sinh. Vậy nên là cái phương diện tình cảm nó cũng đem lại nhiều cái may mắn, nhiều cái tin vui bất ngờ khi mà được cục diện ngũ hành tương sinh, cũng như là được các cát tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên những người độc thân có thể nhận ra ai là người luôn thầm thương trộm nhớ, ai là người luôn quan tâm giúp đỡ mình. Trong khi đó, những người có đôi có cặp thì cũng tìm được cái động lực để mà đối diện với những khó khăn. Người nhà thì luôn ủng hộ, cổ vũ đến các bạn và giúp cho những người tuổi Tuất có được những thứ mình mong muốn. Vì vậy, để mang lại cái may mắn cho mình thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất quý vị nhé. Cuối cùng, con giáp cuối cùng chúng ta xếp đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, nói chung trong cái tháng 8 âm lịch thì những người tuổi Hợi nói chung sẽ có một cái khoảng thời gian khá là thuận lợi khi mà được nguyệt lệnh nó ủng hộ. Vì vậy, nếu như mà đang ấp ủ những gì thì các bạn có thể mạnh dạn tiến hành ngay. Có như thế thì các bạn mới có thể là thu được những cái kết quả ngoài mong đợi. Về cái mặt sự nghiệp của những người tuổi Hợi thì trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh có thể sẽ thể hiện được khả năng nhìn xa trông rộng của mình, nên có thể đưa ra những cái quyết định chính xác, đồng thời cũng có thể bình tĩnh để mà đối diện với những cái khó khăn, từ đó tìm ra cái cách giải quyết phù hợp nhất. Ngoài ra, các bạn cũng thể hiện được cái khả năng lãnh đạo, giúp đỡ mọi người xung quanh tiến về phía trước. Về mặt tiền bạc, nói chung tình hình tài chính của những người tuổi Hợi trong thời gian này cũng được khởi sắc nhất định so với cái khoảng thời gian trước đó. Những cái thành tích tốt trong công việc đảm bảo cho các bạn một cái nguồn lương thưởng khá là dư giả. Với những người làm kinh tế thì các bạn luôn đi trước đối thủ một bước, đón đầu cái xu thế và nắm trong tay cái vận mệnh của thị trường, nên là tiền bạc nó cứ ùn ùn nó chảy vào túi. Về phương diện tình duyên cũng đem đến nhiều cái tin vui bất ngờ khi mà được gì Dậu Kim sinh cho Hợi Thủy. Vậy nên là nhiều cái tin vui. Đặc biệt với những người độc thân thì quý vị có cơ hội làm quen với những cái đối tượng đầy triển vọng. Các bạn có thể vô tình gặp được người ấy, nhưng có thiện cảm ngay từ cái ánh mắt nhìn đầu tiên. Với những người đã lập gia đình thì các bạn có trách nhiệm với người thân, dù bận rộn đến mấy thì cũng luôn sắp xếp để ở bên gia đình. Như vậy là gì? Tình cảm, tình duyên may mắn, những người tuổi Hợi sẽ là con giáp may mắn thứ năm. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những gia chủ tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình quý vị nhé. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong tháng 8 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.